Hôm bữa thì mình cái video mình là có khui hàng và giới thiệu các bạn một cái dòng âm ly cực kỳ mới đến từ thương hiệu Roshan của Anh, một thương hiệu nổi tiếng của Anh Quốc. Model của nó là Atessa. Đây là model mới nhất của năm 2021, mới sản xuất luôn đây. Đó, có nghĩa là trước năm 2021 thì không có model này, mà mới thẳng sản xuất từ tháng 7 trở lại đây. Đó, tháng 7 xong thì dịch Covid nên ở Việt Nam không có nhập về, thì đến tháng 10 thì nhập về. Và tháng 11 thì mình đã có ở tại shop của mình. Cực kỳ hay, cực kỳ hiệu quả. Và mức giá thì phải nói là khó mà có cái âm ly nào đuổi kịp với cái mức giá rẻ mà hay như vậy. Và cái Roshan Atessa thì nó có hai phiên bản. Đó là một phiên bản có streamer và một phiên bản là chỉ là âm ly tích hợp DAC Bluetooth. Thì con mình giới thiệu bạn là âm ly tích hợp DAC Bluetooth, giá cực kỳ ưu đãi đó, 16.500.000. Còn những âm ly mà nó có cái chức năng mà streamer á, thì nó sẽ chơi như Spotify, Tidal, MQI rất là nhiều, thì những con đó thì mình bán 34.000.000 cũng giống như vậy thôi, nhưng mà nó thêm nhiều chức năng nữa. Thôi quay trở lại với con này, đây là một con âm ly mà cái thiết kế size của nó cực kỳ chuẩn, size 43. Đó là những con ly Anh Quốc thì nó thường nó ít có cái size chuẩn như vậy. Nhưng con này size rất là chuẩn, nó vừa đơn giản mà vừa sang trọng, mặt tiền phai nhôm đó, ống ánh rất là đẹp đó. Mặt lưng cũng mặt lưng phai nhôm và cái tản nhiệt nó làm cũng đẹp, tản nhiệt các bạn nhìn nó cực kỳ sang. Cái nút này, cái nút này là volume đó, cũng là cái nút chuyển cổng, khi chúng ta nhấn vào các bạn vừa nhấn vừa giữ thì nó chuyển cổng. Chúng ta nhấn mà chúng ta không giữ thì nó không chuyển cổng nha. Chúng ta nhấn nó mới giữ, chúng ta xoay. Đó. Đây, nó có các cổng như là A1, A2. À, này là đĩa thang này. D1, D2, D3, D4, Bluetooth. Đó. À, D1, D2 cấp quang rồi thì mình đã test hết rồi. Hôm bữa mình đã test chức năng đó các bạn nghe rồi. Đây, nói chung là chúng ta nên dùng remote điều khiển nó dễ hơn. Mình test là mình test cái này thôi. Qua này. Đây, giờ qua A1 đó. Volume thì chúng ta bạn nhỏ hết thì nó bị ra biểu tượng cái loa thôi. Chúng ta lên. Đó. Remote nhỏ nhỏ xinh xinh. Remote là cũng là Roshan Atessa luôn. Đây, thùng của nó mình đây. Đây, thùng của nó đây. Nó hàng mới nha các bạn, nó Roshan Atessa. Đây, bây giờ quay phía sau cho các bạn xem về cái con này chi tiết hơn. Đây các bạn có thể thấy là về cái cổng cáp quang thì nó có hai cổng là D3, D4. Về cái cổng đồng trục thì nó có D1, D2. Đó. Về cái đĩa thang thì nó có cái chơi được đĩa MM, kim MM. À, các bạn thấy là cái logo của cái đĩa thang này là nó có một cái này ra. Còn cái logo của cái D1, D2 thì nó lại có vòng tròn hình cái đĩa CD. Tại vì đa số người ta chơi qua đầu CD, người ta thích chơi lấy cái phần có sò xuống để qua cái này làm giải mã thì nó sẽ hay hơn. Đó. Con này có Bluetooth nha, điện 230V, hàng châu Âu tất nhiên rồi, thiết kế tại Brighton, England. Sản xuất thì Made in China. Rồi. Đánh loa từ 4 đến 8 ohm, 4 ohm thì là loa nó ra được 260W. Còn 8 ohm thì nó ra được 140W. Đây, hồi nãy mình nói về cái cổng mà nó có hình cái đĩa. Đây, cổng này là cổng CD qua cái đường D1. Đây, các bạn thấy cổng này ra đến D2 này hả? D3, D4. Đó, các bạn không thấy D1. D1 là cổng cái hình cái đĩa đó. Đó, cổng cái hình tròn này thì
đây là cái logo của đĩa than, nó cổng phono đó, hai cái cổng đó thì nó có logo, còn mấy cổng kia là nó ký hiệu là D1, D2, D3, D2, D3 chứ, D1 là cái cổng trên đây rồi, và A1, A2 là cổng analog. Rồi, ở trong thì cái âm ly này chúng ta có thể đánh với những dòng loa châu Âu như là bao Wilkin, Ben, Dinaudio hoặc là Elac, rất là hay, hoặc là những đôi loa cây vừa vừa rất là ok. Rồi bên mình sẽ test nhạc nha. Nhạc bên mình thì mình có bán USB và ổ cứng chép sẵn nhạc. Ổ USB là 800 ngàn, 128 GB, còn một cái ổ cứng là 1.000 GB, giá là 2 triệu. Thì các bạn có nhu cầu nào thì liên hệ mình. Đơn quen là nếu các bạn nào có cái đầu mã gì mà không biết được nó có đọc USB không, chỉ cần đọc cho mình cái model mình xác minh được có đọc hay không thì các bạn hãy mua nha. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ test cho các bạn cái âm ly này với mức giá là 16 triệu 500 ngàn. 16 triệu 500 ngàn. Hãy subscribe.
giờ tháng mấy rồi hỡi em, lênh đênh ngàn mây trôi em đêm. Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi, cách nhau một lần thôi, tâm hồn mình đâu lẽ loi. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm màu hoa em cài. Chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ, môi tràn đầy ước mơ. Răng chiều nắng tà cho buốt lạnh chúng mình. Em ơi thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vời vợi để mùa đông buốt giá mà vai mẹ. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ. Răng chiều nắng tà cho buốt lạnh chúng mình. Em ơi thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vời vợi để mùa đông mùa giá mơ vai mẹ. Bây giờ model là Etessa. Hôm bữa là mình đã test qua cái cổng cáp quang Bluetooth, thì hôm nay mình đã test luôn qua cái cổng analog, thì các bạn nghe rất là tuyệt vời rồi. Thì bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm, số điện thoại dưới góc màn hình, số lượng có hạn nha. Mức giá thì cực kỳ ưu đãi, 16.500.000. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mới nhất đến từ kênh Nguyên Hùng Audio.